Trận mưa lớn vừa qua đã gây ra hàng chục điểm sạt lở tuyến lên bán đảo Sơn Trà. Ngay khi xảy ra sự cố, ngành giao thông vận tải thành phố phối hợp với các ngành liên quan triển khai ngay các giải pháp khắc phục để đường thông trong thời gian sớm nhất. Với sự huy động toàn bộ, các đội thi công cơ giới đang thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, cùng lực lượng tại chỗ, xử lý ngay sau khi xảy ra sự cố thiên tai. Đến nay, tuyến giao thông lên núi Sơn Trà đã thông xe cơ bản. Riêng khu vực phía Bắc, lên đến đỉnh Bàn Cờ, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn nên các lực lượng đang tiếp cận hiện trường, tìm phương án xử lý sớm nhất. Trên thực tế, việc sạt lở trên núi Sơn Trà là hết sức nghiêm trọng với nhiều điểm sạt lở chằng chịt, xuất hiện nhiều hàm ếch, hố sâu, khó có thể xử lý trong ngày 1, ngày 2. Riêng đối với cái tuyến đường nhánh Suối Đá của quận thì quận cũng đã đang lập hồ sơ. Về cơ bản là báo cáo nhanh là có bước rồi, còn về mà lâu dài thì cũng phải lập hồ sơ là tính toán kỹ rồi cái đó báo cáo đề xuất thành phố để cho làm bài bản hơn. Thì cái phương án trước mắt thì chúng tôi cũng sẽ triển khai phương án là phân luồng để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại thuận lợi, đặc biệt là để cho các phương tiện mà ứng phó cứu nạn cứu hộ được xử lý dứt điểm các cái hiện trạng mà đang bị sạt lở ở phía trên khu vực đường Hoàng Sa. Đồng thời thì chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị có chức năng và lực lượng tư vấn thì sẽ kiểm tra đánh giá lại kỹ lưỡng cái nguyên nhân của cái hư hỏng này. Hiện thành phố Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và đầu tư xây dựng các công trình khẩn cấp để ổn định lâu dài trong công tác phòng chống thiên tai. Tuy nhiên do nguồn lực có hạn nên Đà Nẵng đang đề nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ đầu tư hai dự án, gồm dự án kiên cố hóa đường Hoàng Sa, khu vực bán đảo Sơn Trà với kinh phí khoảng 500 tỷ đồng và dự án đầu tư gia cố hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp với kinh phí khoảng 180 tỷ đồng.